Bố đời, lùi xe, trúng xe khác. Còn bố láo, cầm đồ, hăm dọa người khác. Hả? Vâng, chúng ta cùng chú ý vào tình huống này. Theo như thông tin được biết, thì chiếc ô tô màu trắng lùi xe, tông trúng vào xe khác. Chưa dừng lại, thanh niên còn bước xuống xe, hổ báo, cầm theo đồ và hăm dọa. Đâu, mày đập đi. Mày đập đi, nào. Mày quay đi, nào. Mày đập đi. Mày là cái loại rẻ rách nhất. Lùi xe vào người ta nhá. Mày bảo thế nào? Mày đạp bộ tao cái. Không nói được câu gì bây giờ, lập xe người ta là thế nào? Nào. Đây. Quay đây, mày quay mặt tao. Có cái đấy là được rồi. Mày quay mặt tao là. Đấy, tao chẳng quay. Mà anh cái gì đúng với tôi. Mày gặp loại rẻ rách nhất cái quả đất. Lùi vào xe người khác, bảo là không gì. Bố láo, bố lếu, chưa gặp cái trường hợp nào thanh niên kiểu này. Mày đạp bộ tao một cái. Xuống, em bảo nó có xước một tí, nó gọi là xước xăm. Xước, mày sai. Nó là mày sai, hiểu không? Mày sai, hiểu không? Mày là người sai. Đây, làm gì nào? Làm gì? Mày đạp xe tao một lần nữa. Mày đạp xe tao đi. Mày đạp xe tao đi. Đấy, mày đạp xe tao đi. Đây, tao cứ quay cái này rồi, tao cho lên. Đây, mày quay cả biển số này. Thì chả thế. Đây, còn đạp vào xe người khác nữa. Bố láo, bố lếu. Chưa gặp cái trường hợp nào kiểu này. Đây có mấy anh bảo vệ anh biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.